Rồi chào bạn Quý và bạn Hiền ha. Cho nói thăm cái địa điểm mình tiếp nhận đây là địa chỉ nó ở đâu vậy? Dạ, thôi địa chỉ hiện tại là địa chỉ tập kết chủ yếu á là sẽ ở nhà văn hóa lao động số 57 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngoài ra còn cái địa điểm nào ở Cần Thơ mình nữa không? Dạ, hiện tại thì sẽ có 5 địa điểm, thì sẽ có chiếu trên băng gòn ở trên đây ạ. Rồi, ok. Rồi hiện tại là cái ngày tiếp nhận và kết thúc là ngày nào vậy? Dạ, ngày tiếp nhận thì mời bạn Hiền ạ. Dạ, ngày Hiền tiếp đi. Nhận là từ ngày 11 đến ngày 20 là hết ngày tiếp nhận và ngày 20 sẽ bắt đầu chuyến đi đầu tiên. Rồi, những cái nhu yếu phẩm nào cần thiết cho bà con lúc này để cô chú tiếp tiếp tế đó? Lương khô. Dạ, lương khô nè, rồi sữa bỉm, rồi đèn cháo pin. Tươi, đèn pin. Nói chung là những cái thực phẩm mà có thể ăn liền được. Mà không qua chế biến là đang cần thiết nhất. Đang cần thiết nhất ha. Dạ. Để những cái thông điệp mình gửi tới cô chú ủng hộ cho nó đúng cái đồ dùng nó thiết thực đó. Dạ. Dạ hiện tại thì thời gian bắt đầu nhận quyên góp là từ ngày 11 và kết thúc là ngày 20. Và ngày mai là ngày thứ 5 thì sẽ là chuyến đi đầu tiên. Khi mà chuyến đi đầu tiên đó, khi mà quyên góp tiếp tục đủ số lượng thì sẽ tiếp đợt thứ 2 ạ. Dạ. Vậy là thông tin của bạn khá hữu ích, cảm ơn các bạn nhiều ha. Hàng ngày giờ là nhận hàng ngày luôn, sáng mấy giờ? Sáng bắt đầu từ 7 giờ và trưa tụi con sẽ không có nghỉ ngơi mà sẽ luân phiên với nhau trực buổi trưa và chiều thì tới 5 giờ chiều ạ. 5 giờ chiều. Dạ. Rồi ok, thông tin rất hay ha. Rồi, dạ. Hẹn gặp lại. Kênh Cần Thơ Ký Sự kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Thì hôm nay tiếp tục trên kênh cũng giới thiệu cho quý vị là một điểm tại thành phố Cần Thơ quý vị. Hôm nay cũng thấy việc làm cũng ý nghĩa của bên đoàn thanh niên thành phố Cần Thơ. Địa điểm mình đang đứng đây là chỗ Hàng Dương thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ngay chỗ Hàng Dương nha quý vị. Còn lại sót lại mấy cây dương. Ngay địa điểm ngay đây là đối diện với Hàng Dương là có nhà văn hóa lao động ha. Số 57 đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là cái địa điểm tiếp nhận các nhu yếu phẩm để tiếp tế cho các vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc. Thấy lai gài có đến nhận nước và mì gói chủ yếu. Xin nhắc lại cô chú là địa điểm tiếp nhận ha, các nhu yếu phẩm nước và mì gói 57 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nơi đây cũng có các bạn sinh viên ha, hỗ trợ tiếp nhận là phát động ngày hôm qua là ngày 11, hôm nay 12 là mình mới hỏi thông tin là bạn nói là tới ngày 20 quý vị thì đủ chuyến hàng thì sẽ lên đường đi cứu trợ các tỉnh phía Bắc. Rồi xin mời cô chú anh chị, nơi đây là nơi tiếp nhận, địa chỉ này cũng khá là ok quý vị, ngay chỗ Hàng Dương luôn. Rồi xin mời cô chú xem một số hình ảnh ha. Một số hình ảnh tại nơi tiếp nhận địa điểm nhận hỗ trợ các nhu yếu phẩm về nơi lũ lụt quý vị. Các bạn sinh viên phụ tiếp. Một đứa đại diện rồi trời. Địa điểm đây là 57 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là hàng vẫn tiếp tục tới ha. Nhận thấy là nước ha. Chỗ này là nước. Rồi có các bạn sinh viên hỗ trợ. Nói chung là tiếp tục cái gì. Tết hàng ngày luôn. Nước, mì gói. Một hành động thiết thực cái gì? Đây là các loại sữa ha.
đầy đủ chuyến hàng sẽ đi lên đường của chị. À, một xe đến ủng hộ hàng hóa của chị. Ở đây có các bạn sinh viên ha, tiếp nhận chủ yếu là mì gói để cho chị mở cửa. Dạ dạ. Rồi. Nước, mì gói. Đó, nước 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 suối cái gì? Nói chung là chung tấm lòng hướng về miền lũ miền Bắc. Nói chung nhờ các bạn trẻ này cũng tiếp ha. Nói chung là đồ hộp á. Cái này là dầu gội. Rồi tiếp tục có xe tới. Ủng hộ tiếp tục cái gì? Chung địa điểm dưới cái khế ngay Hàng Dương thì cũng là khá là ok. Ồ, nước, tiếp tục là nước. Rồi, ok, cảm ơn nhà tài trợ luôn, ủng hộ. Địa điểm tiếp nhận hỗ trợ người dân thanh thiếu nhi dùng bão lũ miền Bắc tại 57 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều gì? Nước ha, nước. Chung nước. Từ hôm nay cho tới ngày 20 nghe quý vị. Ngày 20 tháng 9 2024. Nhưng mà nghe các bạn này nói là đầy đủ chuyến hàng sẽ lên đường. Chung cũng cá nhân cũng ủng hộ luôn hả quý vị. Đa chủng loại ha, đó là thuốc. Như là loại này thuốc. Không được rồi. Rồi mấy bạn biết phân loại không? Dạ, xương xương hả? Xương thay thuốc rồi. Vậy là có loại thuốc luôn. Bây giờ nguyên hộp á, em sẽ thấy vào bệnh. Thuốc cảm rồi có không? Nè. Xuống đất đi cho dễ. Rồi, xuống đất đi. Liên tục cái quý vị. Tùy lòng hảo tâm. Nói chung là đồ hộp, nước, thuốc, mì gói. Đồ em bé. Rồi một số hình ảnh cũng tiếp nhận nữa quý vị.
nhận hỗ trợ. Đừng có đăng nha trời. Mày tin nó là chậm á. Mày đăng. Buổi chiều mưa cũng tại phố thơ quý vị. Rồi nói chung là nước. Nước, bánh. Trong việc làm cũng có ý nghĩa không gì để tiếp hơi ở các tỉnh phía Bắc. Bánh trứng rồi ha, nói chung đồ vô hộp sẵn đó, để lưu trữ nó lâu ngày. Xong quýt. Chung tấm lòng tùy mỗi người góp sức tí xíu ha. Củ ít lòng nhiều. Bao đời nay nói chung người miền Nam, người Nam Bộ, người miền Tây ấm áp tấm lòng, san sẻ những lúc hoạn nạn. Các bạn sinh viên nói chung cũng bỏ sức tiếp ha. Chỗ gồng gãi không gì, ngay chỗ Hàng Dương, địa điểm cũng dễ có cái không gian và dễ đến, dễ tìm. Chung với bạn trẻ cũng tiếp sức ha. Việc làm có ý nghĩa quý vị. Xin một like video để ủng hộ chương trình quý vị. Bà con huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão. Từ huyện Cờ Đỏ trở về không gì? Hai xe từ Cờ Đỏ về cũng vậy, huyện Cờ Đỏ. Việc làm ý nghĩa, chung tay mỗi người một tấm lòng. Việc làm ý nghĩa. Bên kia thì có áo phao, bên đây có mì gói. Thank you.
rồi. Rồi sắp hàng vô tiếp, dầu có luôn, dầu gió, dầu nóng có luôn. Đủ loại phải không? Đủ loại. Đủ loại luôn. Rồi bếp ga mini có, rồi nước tương có luôn. Rồi thêm là dầu luôn, dầu nóng là cái gì? Dầu nóng, dầu gió xanh. Rồi đây, dầu nóng đây. Cái này là mình trên cờ đỏ xuống ha. Dạ đúng rồi. Rồi trên cờ đỏ xuống cái gì? Xe trên cờ đỏ xuống nha quý vị. Này là thuốc. Thuốc, có thuốc, có dầu nóng luôn. Hai xe từ cờ đỏ xuống cái gì? Và bên đây một xe nước. Có áo phao luôn quý vị. Nước luôn. Đơn vị cờ đỏ. Mì gói nước, mì gói nước cái gì? Mì gói nước. Chuối là nước có gì? Nước và mì gói rất là quý ở thời điểm hiện tại.
Rồi, ok, cảm ơn anh nhiều luôn. Đồng hành cùng người dân thanh thiếu nhi dùng bão lũ miền Bắc quý vị. Nơi tiếp nhận ha, 57 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, phố Cần Thơ. Tiếp tục với những chiếc xe quý vị. Chào quý vị các bạn, hôm nay thì tình cờ xuống chỗ đoàn thiện nguyện của Cờ Đỏ xuống quý vị. Mình gặp bạn Hiếu đó, thì mình hỏi bạn một số cái thông tin về cái chuyến hàng này quý vị. Để mình cho bạn mình biết. Vậy, chào Hiếu. Dạ em chào anh. Rồi, cái đoàn thiện nguyện của mình xuống là mấy xe? Dạ, đoàn của em là 2 xe. 2 xe? Dạ. Từ Cờ Đỏ sao em? Dạ, từ huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ xuống. Rồi. Mình hay tin sao mình xuống ủng hộ với đồng bào mình. Dạ em coi trên báo đài TV rồi đó. À. Nên em biết rồi em xuống ủng hộ. À, trong cái nhóm mình luôn ha. Dạ. Nói chung là cổ ích đồng nhiều hay sao. Dạ dạ, cổ ích đồng nhiều anh ơi. Dạ, ai có gì thì hùng cái đó nha. À, tất cả các mặt hàng về, gửi về các tỉnh phía Bắc ha. Dạ dạ dạ, đúng rồi. Ok. Bà Hiếu rồi ai nữa bạn này là anh Tâm. Anh Tâm ha. Dạ. Hiếu, Tâm rồi anh áo trắng luôn. À, Tuấn. Anh Tuấn luôn ha, trong nhóm mình ha anh Tuấn. Nhóm mình ha đây. Thấy cũng như là ở ngoài Bắc nó khó khăn quá là chúng ta đang vận động. À. Để rồi anh cứ nói. Thấy miền Bắc thấy gặp lũ lụt quá khó khăn quá rồi vận động bà con ở địa phương á. Dạ. Ai có gì thì cứ đem đến để mà ủng hộ được cái gì thì ủng hộ, giúp được cái gì thì giúp. Giúp được gì giúp. À. Bởi vì mình thấy là Nam Bắc có một nhà mà. Dạ, dạ. Hay quá khổ ha anh. Đúng 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 đúng. Nói chung là thiên nhiên mà. Rồi cái đó là ai muốn mà. Dạ. Bạn ngoại bây giờ quá rất là khó khăn. Khó khăn. Cho nên ở đây trong nhóm vận động bà con ở địa phương á. Dạ. Để ai có gì giúp nấy để giúp tiếp tay một phần nào đó cho cái đồng bào bị lũ lụt. Cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc sức khỏe luôn ha. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi. Dạ. Cảm ơn, chúc sức khỏe luôn. Dạ, dạ, dạ. Dạ dạ dạ, ok anh. Rồi đoàn này Cờ Đỏ quý vị. Rồi, rồi cảm ơn luôn nha, cảm ơn luôn phái đoàn. Rồi rồi rồi, cảm ơn luôn. Ok. Rồi rồi rồi, cảm ơn luôn phái đoàn này trên Cờ Đỏ xuống ủng hộ quý vị. Từ Cờ Đỏ xuống quýt lùng nhiều quý vị ơi. Đó, xe vô cũng liên tục luôn ha. Rồi, ok, cảm ơn nha. Rồi, 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 rồi. Cờ Đỏ, Cờ Đỏ. Rồi, ok, một số hình ảnh gửi đến các bạn. Anh chị, xin một like video, ủng hộ. Rồi, một số mặt hàng tiêu biểu ha. Nước, mì gói, bánh. Thì mình cũng nghe mấy bạn nói đây là khi đủ hàng đủ xe thì sẽ xuất phát đi nha quý vị.
Rồi tiếp tục ủng hộ cái gì ơi, từng chiếc xe của ít lòng nhiều cái gì. Địa điểm tiếp nhận số 57 Lê Lợi, phường Cái Kế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Bánh, bánh trà bông đồ hộp. Tùy lòng hữu tâm của gì, một thùng nước, một chai nước, nói chung là một chai dầu gió, một lọ thuốc cảm, nói chung là ủng hộ, còn thùng nữa. Rồi ok, một số hình ảnh nơi tiếp nhận đồ tiếp tế hỗ trợ đó quý vị. Gửi đến cô chú cập nhật tình hình hiện nay tại thành phố Cần Thơ quý vị. Cảm ơn và chúc sức khỏe của chú anh chị luôn. Tạm biệt, hẹn lại cô chú ơi. Địa điểm cũng khá nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ mình nghe quý vị. Đó là Hàng Dương ha. Hàng Dương rất là dễ tìm luôn quý vị. Đó xe tới tiếp tục ha, đó tiếp tế tùy lòng hảo tâm quý vị. Hôm qua nay là ngày 11 tháng 9. Hôm nay là ngày 12, cũng tiếp tục nhận ha. Địa điểm nổi tiếng tại thành phố Cần Thơ mình, đó là Hàng Dương. Xa xa bên kia là cầu Cần Thơ, hướng này. Đây còn sót lại mấy cây dương. Chào bạn Loan. Dạ em chào anh ạ. Rồi cho thăm tí xíu sao bạn biết được cái chương trình ý nghĩa này để mình tại hỗ trợ đó. Cũng theo dõi chương trình đài truyền hình rồi, tại mình là dân Cần Thơ á, nên là mấy bạn sẽ đăng lên trang fanpage của Cần Thơ, mình biết rồi mình theo. Biết được thông tin ha. Đúng rồi. Hiện tại của Lùng Diều mình gửi về những cái tỉnh phía Bắc. Dạ đúng rồi. Thấy lũ lụt quá trời luôn rồi. Những cái nhu yếu phẩm này rất là cần á. Dạ đúng rồi, em thấy là mình nên chia sẻ. Chia sẻ của ít lòng nhiều. Cũng ít, nhưng mà góp mọi người góp một chút, mọi người hãy chung tay về miền Trung thì nó ok hơn. Mấy miền Trung đâu. Ok. Dạ, cái số đông để mình tiếp tới ha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn. Vậy là cũng ở người Cần Thơ mình luôn á. Dạ, em ở Cần Thơ ạ. Cần Thơ luôn ha. Dạ. Thay mặt chương trình cũng cảm ơn nhiều ha. Dạ rồi. Đồng hành cái chương trình cho thành công tiếp tế những tỉnh phía Bắc. Rồi, cảm ơn. Rồi, ok, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cái mic này. Rồi, chị chào.
tiếp tục là ủng hộ nước quý vị. Xe cũng đang vô cũng khá nhiều ha. Đây tiếp tục ủng hộ nước. Thời điểm tiếp nhận là tới ngày 20 tháng 9 luôn nha quý cô chú anh chị. Đã gần 4 giờ chiều rồi nhưng mà cái lượng tiếp tế vẫn tiếp tục nha quý vị. Tùy lòng hảo tâm của mỗi người, một thùng mì, hai thùng mì. Tùy là hảo tâm của mỗi người cái gì. Này là mấy sinh viên của trường đại học thơ gì tiếp sức đó. Wow, thêm mấy xe nữa. Đó. Trong khi có những cái thông tin lên các trang mạng ủng hộ thì mấy bạn này cũng nhiệt tình ha. Được cái khuôn viên này cũng khá rộng quý vị. Ngay chỗ liên đoàn lao động ở Cái Khế. Tiếp nhận chung tay mỗi người một ít.
gói, mì gói, nước. Đó là cái nhu yếu phẩm mà cần để... Thì nghe các bạn này nói là khi đủ chuyến hàng sẽ khởi hành đi quý vị. Là từ ngày 11 cho tới ngày 20. À, vậy là có thuốc luôn quý vị. Rồi có áo mưa rồi luôn, đầy đủ luôn, áo mưa luôn. Bánh, nước, các loại thuốc. Vô em tiếp tục quý vị. Chiều này tập kết xe cũng quá nhiều, xe lớn, xe bán tải, xe tải. Rồi này là mì gói ha, vô luôn.
chỗ này dễ tìm mà. Mì, sữa. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ, số lượng mình nguyên góp là bao nhiêu vậy chị? Vô em ơi. Dạ đúng rồi, như là bao nhiêu hùng mì hay là sữa? À dạ 6 lốc nước suối. Một thùng sữa. Em mua bánh nhiều lắm, em không nhớ. Dạ, dạ bánh. Dạ rồi. Dạ em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Ủa, ở bệnh kia chưa vậy? Rồi, em ghen một phòng đi Quyên. À, cái này là ai gửi? Kiên ơi, ghen giùm tôi với Kiên. Cảm ơn không? Cho xin. À, vậy để em đếm cái anh chị. À, chị để đi em đếm xuống chị. Quý đếm bằng trước có bao nhiêu lúc nữa quý? 2 4 6 8 10 10. À từ từ em. Ai? Chưa. À, ghim mày vô trước nè. Có để góc nghiêng hay gì không? Không. À, chị có gặp mình, chị ơi mình có cần chụp hình lên không ạ? Dạ khỏi góc nghiêng. Ghim vô đây, ghim vô để lại đi. Mời thùng mì đi em ghi đi. Rồi, bạn nam ghi nước suối nha. Rồi, 2, 4, 6, 8, 10 lốc nước suối. Chưa? Là 12 đúng không? Ở đó mấy lốc? Rồi, 12 lốc. 12 lốc vào 10 thùng mì. Rồi, bạn ghi được không? Ok, cảm ơn bạn. Em ghi được mấy thùng? 2. Nè, gửi vậy.
cảm ơn. Đó nè, nhìn là biết rồi đó. Thôi thôi, đi vô em. Nè, gửi Trinh nhẹ, cảm ơn Trinh. Thôi được rồi, một lóc rồi bạn, chia đều sức rồi bạn. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn nhiều em. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye bé. Bye bye. Bye bye. Dây chuyền Kiên ơi, dây chuyền á, biết không? Hả? Làm đứa đi, tôi chuyền cho chồng. Chứ không đừng kinh gì. Tội mấy bạn lắm. Chuyền vô. Chuyền vô cho nó nhẹ bớt mấy bạn. Cái nào mệt mà nói là cái nào hết luôn. Đây nữa nè. Còn lại là quần áo đúng không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều. Em cảm ơn anh chị ạ. Cái này toàn là bánh hết luôn mà. Dạ anh để đi, tụi em đi chặt toàn. Bánh này bánh chung lan rồi, có gì nhẹ nhẹ đó. Dạ anh có cần chụp hình không ạ? Có chụp hình. Dạ em cảm ơn. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều. Nghe đúng không ta?